Chùa Lèo gắn với truyền thuyết về cái chết của Hoàng Hoa Thám liên quan đến vị sư trụ trì chùa Lèo. Năm 1913, nghĩa quân Yên Thế đã tan rã dần. Đề Thám đã lui về ẩn náu trong khu rừng Yên Thế, chờ dịp phát động gây dựng lại phong trào. Thời gian này, thực dân Pháp đã tung tin trước dư luận đã giết được Đề Thám. Chúng đem ba cái đầu bêu ở Nhã Nam và cho rằng trong đó có đầu Đề Thám để mọi người đến nhận mặt. Thực tế, mọi người cho rằng đó không phải là đầu của Đề Thám, mà đó là đầu của nhà sư chùa Lèo. Qua đó cũng đủ thấy sự gắn bó mật thiết giữa Hoàng Hoa Thám với nhà chùa. Đến nay, sự thật về cái chết của Đề Thám đã dần đi đến sáng tỏ. Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị. Thưa quý vị, hiện tại Duy đang ở một trong những địa điểm rất quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Yên Thế, đặc biệt nó gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Đề Thám. Phía sau Duy đó là chùa Lèo. Tương truyền rằng chùa Lèo được xây dựng vào thế kỷ thứ 19 và nó được nghĩa quân Yên Thế cũng như Đề Thám hưng công xây dựng lên ngôi chùa. Chùa Lèo được xem như là một địa điểm tập kết của nghĩa quân Yên Thế. Địa điểm này cũng là địa điểm mà lãnh tụ Đề Thám có hẹn ước ký bản giàn hòa lần thứ hai với thực dân Pháp tại địa điểm này. Đặc biệt hơn nữa là vị sư trụ trì ở chùa Lèo đã thế thân cho Hoàng Hoa Thám. Và rất là nhiều những câu chuyện thần bí cũng như câu chuyện được tương truyền kể lại về nghĩa quân Yên Thế cũng như thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám. Quý vị hãy đón xem ở phía dưới nhé. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để không bỏ lỡ những video mới nhất. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy những địa điểm, địa danh lịch sử mà quý vị muốn Duy tới khám phá và trải nghiệm. Cảm ơn quý vị. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Trong 2-3 di tích và cụm di tích thuộc hệ thống di tích lịch sử những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế ở Bắc Giang, chùa Lèo là di tích khá đặc biệt, nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử gắn liền với nghĩa quân Yên Thế. Theo một số tài liệu và các cụ cao niên ở địa phương kể lại, chùa Lèo được gọi theo tên làng Lèo thuộc xã Hữu Sương, Tổng Hữu Thượng, phủ Yên Thế xưa, nay thuộc thôn Thành Trung, xã Phồn Sương, huyện Yên Thế, Bắc Giang. Cách thành phố Bắc Giang khoảng 25 km về phía Tây Bắc. Chùa nằm trên một quả đồi thấp có tên là Đồi Rừng Lèo, sát ngay tỉnh lộ 398. Trong hệ thống di tích khởi nghĩa Yên Thế, chùa Lèo còn bảo lưu được gần như khá nguyên vẹn những giá trị xưa liên quan đến cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Ngôi chùa nằm cạnh trục giao thông quan trọng, xưa là đường mòn nhỏ trong rừng. Từ năm 1909, thực dân Pháp mở đường từ Nhã Nam qua cửa chùa Lèo và Phồn Sương, nối khu căn cứ Phồn Sương với phủ Lạng Giang, nay là đường quốc lộ 17. Lại ở vị trí cửa ngõ trạm tiền tiêu của khu căn cứ Phồn Sương và các đồn lũy của nghĩa quân Yên Thế. Đây là một công trình tôn giáo tín ngưỡng của người dân bản địa, được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 19 trong thời Nguyễn. Khi khởi nghĩa Yên Thế nổ ra, chùa Lèo trở thành trạm giao liên quan trọng của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám, là vị trí tiền tiêu quan sát các hoạt động càn quét của thực dân Pháp vào khu vực đồn Phồn Sương trong thời kỳ hòa hoãn lần thứ hai từ năm 1897 tới năm 1909. Đồng thời đây cũng là nơi phát tích truyền thuyết nhà sư chùa Lèo hy sinh thân mình để cứu Hoàng Hoa Thám trước sự lùng bắt gắt gao của kẻ thù. Đây còn là nơi nghĩa quân Yên Thế tụ họp để tế vọng các hương hồn tử sĩ vì nước hy sinh. Trong những lần tấn công đánh nghĩa quân Yên Thế ở đồn Hố Chuối từ năm 1890 tới năm 1891, làng Lèo và cả chùa Lèo cũng là những địa điểm mà thực dân Pháp chọn làm chốt điểm đóng quân, làm chỗ dựa tấn công vào đồn Hố Chuối.
Ở đây xảy ra một chuyện đã đi vào truyền thuyết dân gian, nói lên tinh thần cảnh giác cao độ của đề thám. Chuyện bắt đầu vào thời kỳ thực dân Pháp muốn hòa hoãn với nghĩa quân, nhưng nội bộ chúng còn nhiều mâu thuẫn. Để giải quyết một vấn đề còn lơ lửng đó, người đứng đầu tình hẹn với đề thám cùng đến hội kiến ở một địa điểm gần Phồn Xương. Địa điểm ấy chính là Chùa Lèo. Hai bên không mang theo vũ khí, quân tùy tùng ở phía sau. Trước hôm gặp, viên đại úy Pháp đến ngủ ở Chùa Lèo, đề thám ngủ ở trong làng. Sau khi trăng lặn, khoảng nửa đêm, trong rừng có những tiếng lao sao, chú ý lắm mới thấy. 12 người lính lặng lẽ bỏ qua rừng cây rậm rạp tiến về túp lều gỗ nơi đề thám đang nằm. Sớm hôm sau ở ngoài chùa tất cả mọi người đều tề tựu đông đủ, chẳng thấy dấu hiệu gì cho thấy đề thám đã bị ám hại. Người ta chia nhau đi tìm. Trên bãi cỏ, dưới chân lô cốt đã thấy 12 xác lính được xếp nằm cạnh nhau. Xác viên đội trưởng nằm ngoài cùng, một lưỡi dao cắm trên ngực với tờ hòa ước. Còn các xác khác tay chắp lại ôm một mảnh gỗ có đề chữ phản. Sau vụ việc này, đề thám cho dán khắp nơi bản tố cáo của nghĩa quân về sự phản bội của giặc Pháp. Cuộc hòa hoãn lần thứ nhất giữa Pháp và nghĩa quân Yên Thế được tổ chức trịnh trọng ở Hố Chuối vào ngày 26 tháng 10 năm 1894. Cuộc hòa hoãn lần thứ hai giữa quân Pháp và nghĩa quân Yên Thế. Từ tháng 9 năm 1897, toàn quyền Đông Dương và thống sứ Bắc Kỳ đã chỉ thị cho các cấp chính quyền dân sự cũng như quân sự là phải tìm mọi biện pháp để tiêu diệt cho bằng được cuộc khởi nghĩa của đề thám. Chúng đặt giải thưởng cho kẻ nào bắt sống hoặc giết được đề thám. Chúng đã mở nhiều đợt càn quét, truy lùng đề thám, song đều không có kết quả, thậm chí không tìm ra vết tích của đề thám. Trái lại, bất kỳ lúc nào chúng cũng bị nghĩa quân đề thám đột kích, tấn công, tiêu diệt dần sinh lực của chúng. Tuy vậy, trước sự truy lùng của quân Pháp, nghĩa quân Yên Thế ngày càng suy yếu và để bảo tồn lực lượng, vào tháng 12 năm 1897, Hiệp ước Hòa hoãn lần thứ hai giữa Pháp và nghĩa quân đề thám đã được ký kết với những điều kiện ràng buộc chặt chẽ hơn. Nghĩa quân phải nộp cho Pháp tất cả vũ khí và phải bãi binh. Bằng mặt nhưng không bằng lòng, đề thám bề ngoài tỏ ra là phục tùng nhưng bên trong vẫn ngầm củng cố lực lượng. Theo truyền tụng dân gian, đề thám có thể đi mây về gió, vượt qua tất cả các cuộc chiến hiểm nguy và trở thành bất tử bởi ông được trời ban ngọc rết. Câu chuyện này được truyền miệng trong các hạ cấp của đề thám. Chuyện kể rằng, một lần hành quân trong rừng rậm, Hoàng Hoa Thám đã phát hiện một quái vật khổng lồ bò cạnh những gốc cây cổ thụ, rượt đuổi theo dấu vết. Đề thám phát hiện đó không phải là chăn mắc võng mà là một con rết khổng lồ. Biết đây là điểm lành có thể tận dụng nên đề thám quyết đuổi theo con quái vật ấy đến tận cuối rừng. Khi cách con rết chỉ một đoạn ngắn cũng là lúc trời đã tối sầm, đề thám rút dao găm bên hông đâm một nhát vào tử huyệt con quái vật. Con rết khổng lồ sau một hồi giãy giụa mới nhả ra một viên ngọc quý. Viên ngọc nhỏ như viên bi nhưng phát sáng lóa cả một vùng trời. Đề thám biết đây là bảo vật trời cho mới dùng dao rạch đùi và nhét viên ngọc rết ấy vào. Từ đó, sức mạnh trong người ông tăng lên gấp trăm lần, có thể đi mây về gió, vượt qua biển người hiểm nguy như trốn không người. Minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh ấy là cho dù quân Pháp có cả trăm nghìn lính trang bị hiện đại cũng không bắt được đề thám. Có thể nói, các tướng lĩnh và nhân dân đã có cách lý giải riêng cho sức mạnh và khả năng phi thường của thủ lĩnh đề thám. Huyền thoại về đề thám và viên ngọc giết thần kỳ còn được các hạ cấp và nhân dân lan truyền sang phía người Pháp với dụng ý nhất định. Trong báo cáo về tình hình Yên Thế gửi Bộ trưởng Bộ Thổ địa, viên chỉ huy tối cao các lực lượng ở Đông Dương đã viết: cũng cần nói thêm vai trò đề thám, vốn đã rất có uy thế, lại được cường điệu thêm qua những huyền thoại. Do vậy, uy thế của y trong trí tưởng tượng của lính bản xứ trong các đơn vị quân đội và cảnh sát của chúng ta là không thể coi thường. Điều này cũng được bóc chét viên đại lý Pháp ở Nhã Nam ghi lại trong cuốn ở Bắc Kỳ, chi tiết về cái chết của đề thám với nội dung: xác đề thám đã bị xẻ từ cổ đến hết xương sống, phải chăng để tìm hòn ngọc mà đề thám thường nói là ông ta đã lấy được ở trong miệng của một con rết rất to. Về sau bút xê hỏi Lý Bắc về việc xẻ thây thì Lý Bắc phủ nhận là chính hắn đã mổ và hắn không thấy ngọc như người ta nói. Chi tiết nói về hành động xẻ thây tìm ngọc của Lý Bắc phần nào cho thấy rõ ràng câu chuyện kỳ bí của dân gian đã phát huy tác dụng trong việc cường điệu hóa sức mạnh của đề thám, biến vị thủ lĩnh trở thành người có tài phép, có sức mạnh siêu nhiên.
Trước thông tin từ phía Pháp, thủ lĩnh Đề Thám bị bắt và sát hại, dân gian lại cho rằng người bị Pháp bắt và xử tử là sư cụ chùa Lèo chứ không phải Đề Thám. Chuyện này kể rằng bọn lính tìm kiếm Đề Thám ở chùa Lèo không thấy, chúng cho đốt chùa, bắt sư cụ đi thế cho Đề Thám rồi chặt đầu sư đem bêu để ăn mừng chiến thắng. Có dị bản kể, trước sự truy lùng đuổi bắt giáo giết của thực dân Pháp, vì ân nghĩa với thủ lĩnh từ trước nên sư chùa Lèo giấu Đề Thám trong đường hầm bí mật để ông trốn thoát, còn sư trụ trì chùa Lèo tình nguyện giả làm Đề Thám chết thay thủ lĩnh để thủ lĩnh có cơ hội tiếp tục tổ chức chống Pháp. Khi biết cái đầu treo ở chợ Nhã Nam không phải là Đề Thám, thực dân Pháp đã cất xuống ngay. Nhiều nhân chứng có mặt ở Nhã Nam vào những ngày chúng bêu đầu Đề Thám cho biết, đó không phải đầu Đề Thám mà giống khuôn mặt nhà sư chùa Lèo vì ông này có khuôn mặt giống mặt Đề Thám. Quân Pháp đem ra trưng để gỡ sĩ diện. Dân gian còn lưu truyền một nguồn tin khác. Hoàng Hoa Thám vẫn còn sống trong vùng Yên Thế, mãi sau này mới chết vì già yếu. Họ lưu truyền chuyện Đề Thám chết ở nhà Thống Luận, một tướng của cụ đã ra hàng về quê làm ăn. Thực ra cụ Thống Luận đã nuôi Đề Thám ở căn hầm dưới nền nhà. Có dị bản là vì sợ bị lộ nên cụ Thống Luận đưa cụ Đề Thám nằm trên thuyền thúng ở sau bếp. Ngày ngày cho người mang thức ăn, đồ uống. Cứ thế Hoàng Hoa Thám sống thêm hàng chục năm nữa, cho đến khi trên dưới 80 hoặc 90 tuổi. Có chuyện lại phủ nhận thông tin trên và cho rằng khi bị quan Pháp truy sát, Đề Thám cùng một số người đi theo vào nương náu nhờ nhà cụ Lý Loan, được bố trí ở nhà cầu Thầy Mai ngoài Dìa Đồng. Do bị thương nặng nên Đề Thám chết ở nhà cầu Thầy Mai. Những câu chuyện này dẫn đến nhiều giả thuyết về vị trí ngôi mộ của Đề Thám. Thuyết thứ nhất cho rằng sau khi chết ở nhà cầu Thầy Mai, Đề Thám được chôn dưới gốc cây thông cổ thụ cạnh một lối mòn, mai táng như thể một hành khất, không áo quan, không liệm, không nghi lễ để giữ bí mật. Phủ nhận thông tin trên, có nơi lại kể, cụ Thống Luận chôn cụ Đề Thám ở gốc cây xanh, gần ao sát nhà mình. Cạnh đó còn lưu truyền tin khác là khi cụ Đề Thám mất, cụ Thống Luận đã nghĩ ra cách mổ hai con ngựa, lột lấy da bọc xác cụ Đề Thám, đem mai táng trong vườn nhà. Đối sánh với sử liệu chúng ta có thể thấy, nhà cầm quyền Pháp và hầu hết báo chí sử liệu Pháp ngay tại thời điểm năm 1913, từng tuyên bố đã bắt và chém đầu Hoàng Hoa Thám. Một số nhà nghiên cứu Việt Nam, trong đó có tác giả Khổng Đức Thiêm, đã nghiêng về giả thuyết. Vào năm 1913, khi Hoàng Hoa Thám di chuyển tới vùng Hồ Lẩy trong khu rừng Tổ Cú, kẻ thù đã sắp đặt cho ba kẻ tay sai đến trá hàng để tiếp cận rồi bất ngờ hạ sát ông cùng hai chiến binh thân tín nhất vào sáng mồng năm Tết năm Quý Sửu, tức ngày 10 tháng 2 năm 1913. Song tất cả các thuyết từ dân gian đưa ra lại phủ nhận điều đó. Đến nay, sự thật về cái chết của Đề Thám đã dần đi đến sáng tỏ. Nhưng bộ phận Đề Thám vẫn là ẩn số, thì các nhà sử học phân tích sự kiện này vẫn phải dẫn các thuyết từ dân gian như một nguồn thông tin đối sánh. Điều này cho thấy những chuyện kể dân gian về cái chết và ngôi mộ của Đề Thám đã trở thành nguồn giã sử có giá trị đối xứng không thể bỏ qua. Tác giả Tôn Quang Việt trong cuốn Tìm hiểu Hoàng Hoa Thám qua một số tài liệu và truyền thuyết đã viết, đối với cái chết của Đề Thám, xưa nay có hai thuyết khác nhau. Thuyết thứ nhất do chính phủ thực dân đưa ra, có báo, có sách ghi lại hẳn hoi. Thuyết thứ hai do nhân dân ta truyền miệng cũng có một sức mạnh và vẫn tồn tại cho đến ngày nay, đã cách lúc bấy giờ hơn nửa thế kỷ. Chúng ta hãy lần lượt xét các tài liệu và các truyền thuyết nói về cái chết của Hoàng Hoa Thám để cố gắng rút ra một kết luận. Tác giả Nguyễn Văn Kiệm khi trình bày về những năm tháng cuối cùng của Đề Thám có dẫn, xung quanh cái chết của Đề Thám, trong dư luận nhân dân địa phương còn tồn tại nhiều nghi vấn. Tương tự, Khổng Đức Thiêm trong chương thứ 9, những trang cuối về người anh hùng, từ năm 1910 tới năm 1913 cũng dẫn và phân tích song song các nguồn sử liệu Pháp Việt và chuyện dân gian, tác phẩm văn học, tác phẩm văn chương viết về sự kiện này. Ông đã dẫn, vào ngày 11 tháng 2 năm 1913, trên tờ Avenue du Tonkin đã có tin sốt dẻo, Đề Thám chết rồi chăng, ngày 15 tháng 2 năm 1913, cuộc khẩu cung của Trần Đắc Kỷ được tiến hành tại Hà Nội, trưởng lý tại Tòa Thượng Thẩm Đông Dương là Michel, chủ tọa. Nhiều tạp chí xuất bản tại Pháp và Việt Nam cũng có đăng tin này vì đối với Pháp, ở Việt Nam lúc bấy giờ Đề Thám là vật cản lớn cho cuộc bình định của họ. Trong Bóng Người Yên Thế được viết từ năm 1935, Việt Sinh cho biết, ông Giáp Văn Phúc nói rằng,
Hàng năm dân làng vẫn làm giỗ vào ngày mùng 8 tháng Giêng. Dân làng Lèo thì khẳng định cái đầu kia là của ông sư trụ trì ở chùa làng mình, vì sư ông có dung mạo khá giống Hoàng Hoa Thám. Không chỉ có sử liệu mà trong cả văn chương, một số nhà văn đã khai thác và sử dụng những hư cấu dân gian về cái chết của đề thám như Phan Bội Châu, Ngô Tất Tố, LTS và Việt Sinh, vân vân, để thể hiện ý đồ nghệ thuật. Có thể nói đây là một cách nuôi dưỡng chuyện kể dân gian về đề thám hữu hiệu, để nó được hồi sinh trong đời sống cộng đồng sau này. Tương truyền rằng trước cuộc khởi nghĩa Yên Thế, bà Ba Cai Vàng khi đã trả thù cho chồng xong, bà Ba Cai Vàng đã đến thề pháp và nương náu ở chùa Lèo một thời gian. Bà Ba Cai Vàng chính là sư phụ đã dạy đường cung kiếm cho bà Ba Cẩn, vợ ba của Hoàng Hoa Thám. Bà Ba Cai Vàng sinh năm 1836, mất năm 1908, tên thật là Lê Thị Miên, còn được gọi là Yến Phi, biệt hiệu là Hồng Y Liệt Nữ. Bà là vợ ba của Cai Vàng, thủ lĩnh cuộc nổi dậy chống lại nhà Nguyễn vào năm 1862 tới năm 1864, dưới thời vua Tự Đức tại miền Bắc Việt Nam. Đến đời vua Tự Đức từ năm 1848 tới năm 1838, đặc biệt là từ năm thứ tư, tức năm Tân Hợi năm 1851 trở đi, có thể nói là thời kỳ xuống dốc suy vong của triều Nguyễn. Thời kỳ này có nhiều cuộc nổi loạn nhất, riêng ở Bắc Kỳ có 40 cuộc nổi loạn đấu tranh chống lại nhà nước phong kiến, trong đó có cuộc nổi dậy do Cai Vàng lãnh đạo từ năm 1862 đến năm 1864. Bà Ba Cai Vàng quê ở thôn Đại Trạch, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tương truyền, bà là con gái của một ông đồ nghèo thuộc hoàng tộc nhà Lê. Tuy là gái, nhưng Lê Thị Miên được rèn luyện tập cả văn thơ lẫn cung kiếm và tỏ ra là người rất khí khái. Thời gian này, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra ở Hưng Hóa, Sơn Tây, Bắc Ninh, Lạng Giang, Lục Nam, vân vân. Vùng Lục Nam khi ấy là căn cứ địa của cuộc khởi nghĩa nông dân do Cai Tổng Vàng lãnh đạo. Cai Tổng Vàng tên thật là Nguyễn Văn Thịnh, người vùng Phượng Sơn, Lục Nam. Vị thủ lĩnh này đã nhiều lần qua lại liên kết với các thủ lĩnh nông dân ở xứ Đoài nhằm liên kết lực lượng làm việc lớn. Lê Thị Miên rất khâm phục tài trí và uy dũng của Cai Vàng, được bố nuôi giới thiệu và qua tiếp xúc, Lê Thị Miên đã thuận tình kết duyên với Cai Vàng và trở thành vợ thứ ba của ông. Cai Vàng tên là Nguyễn Văn Thịnh, tục danh là Vàng, vì có làm Cai Tổng nên gọi là Cai Vàng. Có câu ca, trên trời có ông sao dài, sinh ra tỉnh Bắc có Cai Tổng Vàng. Cai Vàng người làng Vân Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, con nhà hào mục giàu nhất địa phương. Ông theo học nho, văn chương khá, võ thuật tinh thông. Trước khi dựng cờ chống lại triều đình nhà Nguyễn, vợ chồng Cai Vàng đã nhiều lần tiễu trừ bọn phỉ bên Trung Quốc tràn sang quấy nhiễu người dân vùng biên viễn. Vừa giữ yên một địa bàn rộng lớn, vừa bí mật xây dựng lực lượng. Tháng 4 năm 1862, Cai Vàng dựng cờ Phù Lê, phát động cuộc khởi nghĩa chống triều đình nhà Nguyễn. Cả một dải đất từ Lục Ngạn về Kinh Bắc vốn là đất của hoàng tộc nhà Lê, vì thế khi Cai Vàng dựng cờ Phù Lê thì có rất đông trai tráng tham gia. Cai Vàng tự xưng là nguyên soái, suy tôn hoàng thân Lê Duy Thuần làm minh chủ, làm lễ tế cờ tại Yên Thế, tuyên bố cuộc khởi nghĩa khôi phục nhà Lê bắt đầu. Cuộc khởi nghĩa giằng co mấy tháng trời, trong dân gian đồn rằng thủ lĩnh Cai Vàng có ngọc giết trong người nên tên đạn không thể đụng tới. Triều đình nhà Nguyễn liền cho đúc đạn vàng để sát hại ông. Tháng 8 năm 1863, tại chiến trường Hải Dương, Cai Vàng bị rơi vào ổ phục kích của lãnh binh Vũ Tảo, đạn bắn ra như mưa. Ông bị trọng thương và sau đó qua đời trên tay bà Ba Cai Vàng. Uất hận trước cái chết của chồng, bà Ba Cai Vàng thay chồng tiếp tục lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Bà chia quân bao vây và tấn công tỉnh lỵ Hải Dương. Quân đội triều đình rất ngỡ ngàng và hoảng sợ trước uy vũ của một nữ tướng mà tin đồn đã vang xa bấy lâu nhưng nay mới đối mặt. Tuy không phá được thành nhưng nghĩa binh đã gây cho quân đội triều đình tổn thất nặng. Trong trận này, bà bắt được lãnh binh Vũ Tảo đem về căn cứ. Bà đã thực hiện được ước nguyện mà dân gian ca ngợi trong bài vè Bà Ba Cai Vàng. Đánh cho một trận chói chang, trả nghĩa cho chàng rồi mới chịu lui. Bà đã cho lập bàn thờ Cai Vàng và các nghĩa quân tử nạn, xử tử Vũ Tảo để tế vong linh chồng và các nghệ sĩ. Sau đó, bà quyết định giải tán nghĩa quân và lánh vào cửa Phật. Tương truyền, bà tu hành tại chùa Hương Thủy đến năm 1908 thì viên tịch, hưởng thọ 72 tuổi.
Mối tình của Đề Thám với cô Ba Cẩn, tức bà Đặng Thị Nhu, sau này là vợ ba của Hoàng Hoa Thám. Theo những ghi chép lịch sử, bà Ba Cẩn là người tham mưu tin cậy, cánh tay đắc lực cho Hoàng Hoa Thám. Các mưu kế như cho người trả hàng hay bắt các người Pháp để đòi chuộc tiền, quyết định hòa hoãn lâu dài để chờ thời cơ, lập quán nước và đi thăm dò trong dân, trong nước để chiêu mộ người tài, phối hợp hành động v.v. đều có phần đóng góp quan trọng của bà. Tác giả dân gian kể rằng bà có phép bấm độn, tiên đoán trước sự việc, lại được bà Ba Vàng, tức vợ Cai Vàng, truyền cho đường cung kiếm. Mối tình giữa cô Cẩn và Đề Thám được dân gian hình dung rằng bà Ba là người nhan sắc lại tài năng nên gia đình bà bị một tên quan nhà giàu trong vùng ép gả cưới. Căm hận bọn quan lại bất nhân lại nghe tiếng lành về Đề Thám nên bà đã lặn lội, ngược dòng sông Thương lên Bố Hạ, Yên Thế để gặp được người thủ lĩnh trong mộng và cũng là cách công khai chống đối lại cường quyền. Sau 3 ngày đàm đạo chính sự tại đền Bến Nhãn, nơi thờ Trần Hưng Đạo, Đề Thám thấy cô gái họ Đặng là người am hiểu nên đã nhanh chóng kết duyên vợ chồng. Từ đó bà Ba Cẩn vừa là vợ vừa là một quân sư cho Đề Thám. Nhưng lại có chuyện khác kể rằng, Đề Thám tới làng Vạn Vân, trên đường đi gặp một cô gái xinh đẹp, khỏe mạnh đó là Đặng Thị Nhu. Cha cô có người con nuôi là Thống Luận, là một vị tướng của Đề Thám. Thấy Đề Thám và cô Nhu tâm đồng ý hợp với sự cho phép của cha già, chẳng bao lâu cô Nhu trở thành vợ ba của Hoàng Hoa Thám. Khi thành hôn, Đặng Thị Nhu có tên mới là bà Ba Cẩn. Lại có chuyện khác là, khi Đề Thám đi lánh nạn tại một ngôi làng nhỏ, ông gặp bà Đặng Thị Nhu. Đề Thám nói dối là mình là dân buôn bị cướp hết tiền. Thương cảm, bà Nhu mới đưa Đề Thám về gặp cha. Từ đó, gia đình bà Nhu trở thành cơ sở bí mật của nghĩa quân Yên Thế. Rồi tâm đầu ý hợp nên chỉ một thời gian ngắn, Đề Thám cưới bà Nhu làm vợ thứ ba và đưa về đồn Phồn Xương để cùng ban soạn hoạt động chống thực dân Pháp. Hoàng Hoa Thám là một nhân vật lịch sử xuất hiện trong giai đoạn dân tộc Việt Nam đối đầu với thực dân Pháp khi thời kỳ bình định quân sự sắp đi vào kết thúc. Trong Trần Tướng Quân của Phan Bội Châu kể rằng đã nghe từ các cụ già kể về quan Hoàng. Mới sinh ra đã bị mất cha, không biết cha là ai, mẹ thì nghèo khổ, lưu lạc tới nơi đây. Làm con nuôi họ Hoàng, do đó lấy họ là Hoàng. 6 tuổi mẹ chết, cha nuôi cũng chết, bơ vơ côi cút, đi ở chăn trâu, nhà nghèo không có khả năng đi học. Trong lịch sử quân Đề Thám Yên Thế của Ngô Tất Tố cũng cho biết, Thám vốn họ Trương. Ông thân của Thám là một người làm ruộng rất nghèo ở vùng Yên Thế. Mẹ là gì thì chưa rõ. Vợ chồng hiếm hoi chỉ có một người con gái, đến ngoài 40 tuổi mới sinh ra Thám. Trong cuốn Bắc Giang Địa Chí, Trịnh Như Tấu chép lại theo lời kể người xưa, cũng có chi tiết khá tương đồng. Cha của Thám làm ruộng ở làng Trũng, mất sớm, còn mẹ bị hùm bắt. Lúc nhỏ Thám phải đi ở nhờ bà Bá Phức. Theo nhiều chuyện kể dân gian, ngay từ nhỏ, Đề Thám đã bộc lộ những phẩm chất đặc biệt và là một hình ảnh toàn diện. Một mình cậu có thể đủ sức can ngăn hai con trâu được úc nhau, thường rủ bạn đi bẫy hổ về nuôi. Một mình có thể địch với 10 đứa trẻ cùng lứa tuổi. Hoàng Hoa Thám ham mê đẽo gọt báng súng và trò chơi đánh trận giả, thường rủ đám trẻ chăn trâu làng Trũng, làng Tre, làng Am v.v. chơi cùng nhau. Hoàng Hoa Thám vừa có khả năng bài binh bố trận, vừa thông minh, mưu trí, khi thì bày cách cho bọn trẻ giã ớt, trộn vào cát, cho vào ống nứa, khi thì biết dùng tổ ong, tổ kiến, sử dụng mỏm đá, cây rừng, làm vũ khí chiến đấu. Không chỉ thế, Hoàng Hoa Thám còn là cậu bé giàu tình nghĩa, hay giúp đỡ bênh vực kẻ yếu, tính tình khẳng khái, rộng lượng, đánh bắt được con gì hay trộm được gà vịt của nhà giàu, Thám đều rủ đám trẻ chăn trâu cùng lên rừng nướng ăn. Tuy là đứa trẻ ngụ cư, đi làm thuê, nhưng cậu bé Thám vẫn được lũ trẻ trong làng và các làng xung quanh yêu mến, kính nể và tôn là vua mục đồng. Khi trở thành thủ lĩnh nghĩa quân, những phẩm chất đặc biệt của cậu bé Thám, này là Đề Thám, càng được dân gian tô đậm. Những chuyện kể về cuộc chạm trán giữa Đề Thám và Phó Đội Liên, tay sai của thực dân Pháp, đã cho biết thêm vị thủ lĩnh là một người bản lĩnh, dứt khoát, có tài bắn súng giỏi. Chỉ bằng một phát bắn từ góc khuất trong lùm cây đã có thể giết chết Phó Đội Liên đang cưỡi ngựa di chuyển trên đường, hay chuyện giữa Đề Thám và Bút Xê, một viên quan Pháp ở Nhã Nam, thì ca ngợi Đề Thám còn có khả năng ứng đối linh hoạt.
đánh thép với kẻ thù bằng thơ. Dân gian cũng lưu truyền câu chuyện ông dùng mưu trí cho nghĩa quân bí mật bỏ độc vào rượu để phá âm mưu ăn cướp của giặc Cờ Đen, hay hàng chục truyền ngôn kỳ thú về việc ông dùng chiến thuật gây ông đập lưng ông, giả chết để đối phó với âm mưu ám sát thủ lĩnh của cha nuôi Bá Phức và Lê Hoàn. Qua những chuyện kể dân gian về đề tám, có rất nhiều những mẩu chuyện nói lên tình cảm khăng khít giữa thủ lĩnh và dân làng. Họ truyền rằng đến ngày làm mùa, cụ Hoàng đi thăm hỏi đám thợ từng làng, gặp già hỏi già, gặp trẻ hỏi trẻ. Những đứa trẻ con của nghĩa quân quanh đồn đối với cụ Hoàng đều như con cháu trong nhà, lên làm giúp cụ Hoàng. Bà con ngày làm đêm nghỉ, quây quần làm hàng sáo, hát ví, hát đúm đến sang canh, ăn uống thoải mái. Với bà con lân cận thiếu trâu bò, cụ Hoàng cho mượn, thiếu thóc gạo, cụ Hoàng cho vay, bao giờ có thì trả. Cụ Hoàng lại mượn thợ dựng đình lập chùa làm cả nhà thờ đạo cho dân bốn tổng. Tác giả Nguyễn Đình Bưu còn ghi chép được từ dân gian thuyết rằng cụ Hoàng còn tổ chức các hội chay tưởng niệm các thủ lĩnh nghĩa quân và các vong hồn tử sĩ. Ngày 12 tháng Giêng hàng năm, đồn Phồn Xương tưng bừng trong những ngày hội thi làm cỗ, làm các loại bánh, thi đấu vật, thi võ, thi bắn. Người khắp nơi về dự hội rất đông, không kể thành phần dân tộc. Cụ Hoàng còn cho đón cả gánh hát tuồng, hát chèo miền xuôi về dự hội. Cụ thích xem tuồng, diễn tích những anh hùng, những người yêu nước, yêu chính nghĩa. Tương truyền cụ Hoàng đi xem đến cảnh Hồ Xanh đánh Mộc trong vở Hồ Xanh Bảo Nghĩa thì rất vui thích, sẵn cháp tiền bên cạnh đổ thưởng tất cả. Trong lịch sử cận đại Việt Nam, cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống thực dân Pháp xâm lược là cuộc khởi nghĩa lâu dài nhất trong giai đoạn cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20. Người đầu tiên có công xây dựng căn cứ khởi nghĩa ở vùng Yên Thế là Lương Văn Nắm, tức Đề Nắm. Năm 1892, ông mất, sự nghiệp được giao lại cho Phó tướng Hoàng Hoa Thám, tức Đề Thám, lãnh đạo. Cuộc kháng chiến kéo dài gần 30 năm, từ năm 1884 tới năm 1913. Cuộc khởi nghĩa có vai trò, vị trí to lớn trong lịch sử dân tộc, thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí bất khuất của dân tộc ta chống quân xâm lược. Anh hùng Hoàng Hoa Thám, linh hồn của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, tên thật là Trương Văn Nghĩa, quê làng Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Sau di cư lên Sơn Tây, nay bao gồm một phần ngoại thành Hà Nội, một phần các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Tuyên Quang và tỉnh Vĩnh Phúc, rồi lại lên Yên Thế thuộc Bắc Giang. Cha của ông là Trương Văn Thận, một nông dân nghèo. Sinh thời, bố mẹ Hoàng Hoa Thám đều là những người rất trọng nghĩa khí. Cả hai ông bà đều gia nhập cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Văn Nhàn, tức Nùng Văn Vân ở Sơn Tây. Về năm sinh của người anh hùng Hoàng Hoa Thám, nhiều tài liệu viết về ông không thống nhất. Các năm 1840, 1845, 1846, 1858, 1864, dựa trên các tư liệu mới phát hiện, đã xác định được chính xác năm sinh của Hoàng Hoa Thám là năm 1836. Đây là kết quả của hàng chục năm nghiên cứu của tiến sĩ Khổng Đức Thiêm về Hoàng Hoa Thám và cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Cuốn sách Hoàng Hoa Thám 1836-1913 của tiến sĩ Khổng Đức Thiêm đã được giáo sư sử học Phan Huy Lê đánh giá là tập đại thành về người anh hùng Hoàng Hoa Thám. Hơn 140 năm đã trôi qua, hình ảnh vị thủ lĩnh kiên cường Hoàng Hoa Thám vẫn còn in sâu trong tâm trí của mỗi người dân nước Việt. Những dư âm về chiến tích về cuộc khởi nghĩa Yên Thế vẫn còn hiện hữu trên nhiều trang sử, trên nhiều vùng quê, qua những lời đồn đại của dân gian. Tên tuổi Hoàng Hoa Thám và các thủ lĩnh nghĩa quân Yên Thế giờ đây đã gắn liền với nhiều tên đường, tên phố, địa danh, các công viên quảng trường, trường học ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tưởng nhớ công đức Hoàng Hoa Thám ở tất cả 23 di tích và cụm di tích lịch sử của vùng đất Bắc Giang và ngay trên quê hương của người anh hùng ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, nhân dân đều lập đền thờ ông. Khởi nghĩa Yên Thế đã trở thành bản hùng ca đầy tự hào và khát vọng tự do của nhân dân ta. Nhớ về công lao to lớn của tướng lĩnh, nghĩa quân Yên Thế, đặc biệt là người anh hùng Hoàng Hoa Thám, nhân dân đã ca ngợi ông bằng những câu ca 30 năm giữ núi rừng, danh ông Đề Thám vang lừng trời Nam. Chùa Leo là một trong những di tích gắn với phong trào khởi nghĩa Yên Thế, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tại quyết định số 548 QĐ-TTG vào ngày 18 tháng 10 năm 2012. Di tích Chùa Leo được xếp vào danh sách của 41 điểm di tích gắn với phong trào khởi nghĩa Yên Thế tại quyết định số 1464 QĐ-UBND
của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Năm 1906, Hoàng Hoa Thám đã cho trùng tu lại nhiều đình chùa trong vùng, trong đó có chùa Lèo làm nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tôn giáo của nghĩa quân và nhân dân trong vùng. Trong quá trình tu sửa, nhiều bộ phận chính của chùa Lèo vẫn giữ được như cũ, mặt bằng kiến trúc ngôi chùa hiện nay hình chữ công, gồm tòa tiền tế 5 gian 2 trái, nhà cầu 3 gian và tòa thượng điện 1 gian 2 trái. Phần kiến trúc khung vì mái nhà bằng gỗ lim chắc chắn. Hệ thống các vì mái được liên kết theo kiểu trồng rường giá chiêng. Các cấu kiện kiến trúc được chạm khắc theo đề tài hoa lá đơn giản nhưng đượm màu thời gian cổ kính. Trong chùa bài trí hệ thống tượng Phật đầy đủ theo thiền phái Trúc Lâm. Các tài liệu hiện vật ở chùa như bia đá, bát hương cổ thời Nguyễn, hệ thống tượng Phật. Trong chùa Lèo còn bảo lưu được khá nhiều pho tượng cổ, hầu hết đều là tượng đất có sơn thép, gồm tượng A Di Đà, Văn Phù, Phổ Hiền, Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, Quan Âm Thị Kính, Tuyết Sơn, Diêm Vương, Đức Ông và Thánh Tăng, vân vân. Ngoài chùa chính ra, trong khuôn viên di tích còn có nhà bếp ở sau nhà ni, nhà khách ở bên phải sân chùa, nhà ni ở bên trái nhà tiền đường, còn đình Lèo nay đã bị phá hủy hoàn toàn. Kiến trúc chùa Lèo năm 2011 được chính quyền địa phương và những nhà hảo tâm đã đầu tư kinh phí cho tu bổ tôn tạo và tam quan chùa Lèo cũng mới được xây dựng hoàn thành năm 2013. Hàng năm, cứ vào ngày 15 tháng 3 dương lịch, nhân dân địa phương lại tưng bừng tổ chức lễ hội nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc và tưởng nhớ vị thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám cùng tinh thần bất diệt của cuộc khởi nghĩa. Sáng ngày 15 tổ chức lễ hội dâng hương của các thôn bản, các cơ quan đóng trên địa bàn, nhân dân trong xã và du khách thập phương nô nức về dự lễ hội với tấm lòng thành kính. Lễ hội chùa Lèo nằm trong lễ hội Phồn Xương, ngày nay là lễ hội Yên Thế, được tổ chức 3 ngày là 15, 16, 17 tháng 3 hàng năm. Lễ hội Phồn Xương ban đầu là một hội mùa được nhân dân các làng thuộc thôn Trung, thôn Trẻ, thôn Đồng Nhân v.v. tổ chức. Sau khi thu hoạch vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch, lễ hội nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa của người dân sau một năm sản xuất. Các sản phẩm nông nghiệp như bánh chưng, bánh dày, bánh rán, xôi, gà, lợn được dùng làm lễ vật cúng thần linh. Như vậy, ban đầu lễ hội Phồn Xương với bản chất là ngày hội cầu mùa. Từ năm 1884, khi cuộc khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ dưới sự lãnh đạo của Hoàng Hoa Thám, nhất là trong cuộc hỏa hoạn lần thứ hai, thì lễ hội Phồn Xương được Hoàng Hoa Thám cho tổ chức vào trung tuần tháng Giêng. Tại lễ hội, Hoàng Hoa Thám cho tổ chức thêm các hoạt động văn hóa khác như lập đàn làm lễ cầu siêu các vong hồn tử trận của nghĩa quân. Cùng lễ cầu siêu là lễ phóng ngư, thả diều thể hiện tinh thần tự do độc lập của nghĩa quân. Cũng trong ngày hội, Hoàng Hoa Thám còn cho tổ chức các làng thi cỗ, các hoạt động văn hóa khác như hát tuồng, trèo, thổi cơm niêu, thi làm bánh, thi vật thi võ, bắn súng, bắn cung, thi cờ tướng, vân vân. Năm 1984, nhân kỷ niệm 100 năm của khởi nghĩa Yên Thế, ngày 16 tháng 3 năm 1884, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc đã tổ chức meeting và tổ chức lễ hội Yên Thế nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc tưởng nhớ vị thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám cùng tinh thần bất diệt của cuộc khởi nghĩa. Từ năm 1984 đến nay, quyết định cho mở hội Phồn Xương, hội Yên Thế để biểu dương truyền thống đấu tranh anh dũng bất khuất và phát huy truyền thống thượng võ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Quý vị nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để không bỏ lỡ những video khi Duy up lên nhé. Quý vị hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video, cũng như hãy bình luận ở phía dưới để giao lưu cùng Duy, cũng như góp ý cùng Duy những địa điểm, địa danh lịch sử mà quý vị muốn Duy tới khám phá và trải nghiệm. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc.